Rồi bây giờ tụi con sẽ nghe được gì nói cô nha. Is that Tony? Is that Tony? Rồi. Nghe được. Is that Tony? Rồi tụi con ghi vào. Ờ, đó có phải là Tony không ha? Is that Tony? Is that Tony? Is that Tony? Is that Tony? Viết xong rồi ạ cô. Is that Tony? Ờ, con viết giỏi quá. Bây giờ mình đợi Mila với đợi Mark một chút nha. Con xong rồi nè. Is that Tony? Is that Tony? Rồi, đợi Mila một chút nha. Mila viết chữ đẹp lên hơi chậm. Đó có phải là... Đó có phải là Tony? Mila viết xong chưa con? Dạ rồi. Rồi, mình nghe câu tiếp theo. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Rồi, con ghi vào yes, it is. Yes, it is. Đúng rồi. Con chào bạn con. Đúng rồi, xuống nhà con ạ. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Cô con đã viết xong rồi ạ. Yes, it is. Đợi bạn một chút con ạ. Yes, it is. Yes, it is. Rồi, Mila giỏi quá, đợi Mark một chút con ạ. Xong rồi. Rồi, tiếp theo nè, con xuống dòng này. Is that gone? Is that gone? Rồi, đúng rồi. Rồi, con ghi vào. Is that gone? Chấm hỏi. Mila ghi nhanh là không kịp nào. Is that gone? 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 Rồi, Mila xong chưa con ơi? Is that gone? Đợi Mila một chút con ạ. Is that gone? 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 Rồi, is that gone? Xong chưa tụi con? Rồi, con đi xem bạn trả lời sao nha. No, it isn't. No, it isn't. Đúng rồi, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Không phải đâu. Rồi, tụi con tập trung viết nào. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Con nhớ chữ no thì ở cuối câu phải có n phải tờ nha. No, it isn't. 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 Hôm nay Mark đã về đích sớm nhất. Con về đích sớm nhất như Mark á. Giỏi quá. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Rồi, Mila cũng về đích rồi. Tiếp theo, con xem bạn trả lời đó là ai nha. It's wrong. It's wrong. Rồi. It's wrong. À, đúng rồi. It's wrong. Đó là phòng. Viết tiếp con ạ, viết tiếp. It's wrong. Xong rồi. Con viết it's sớm wrong. It's wrong. It's wrong. Con về đích sớm nhất như bạn má. Bạn it's má wrong. Chưa về đích. Sao bạn it's chưa về wrong. Bạn? It's wrong. Mila đã có chồng. It's wrong. Rồi Mila cũng xong rồi. Tiếp theo thì con xuống dòng. Còn một chút xíu nữa là xong thôi. Xuống dòng nha tụi con ơi. Con nghe nè. Is that Linda? Is that Linda? Rồi.
Is that gì con? That is a. Đúng rồi. Ủa, is that là gồm những chữ gì vậy cô? Is that. Đây để cô ghi cho con nha. Đó có phải là, mình còn nhớ không? Is that Linda? Cho chữ to lên một chút. Is that Linda? Đó có phải là Linda không? Is that Linda? Is that Linda? Is that Linda? Rồi, con xong chưa? Rồi con xong chưa? Con xong rồi. Rồi. Is that Linda? Mila xong chưa con ơi? Đợi Mila một chút. Is that Linda? Is that Linda? Cô ơi. Ơi. Cô, nhà con có DVD đám cưới ba mẹ con, ba chưa copy. Rồi. Bạn Mark với bạn Nhi có chưa? Từ từ để mình học bài xong chút xíu mình mới nói chuyện con ạ. Mila đã viết xong câu này chưa? Is that Linda? Rồi con xem bạn trả lời như thế nào. Yes, it is. Yes, it is. Rồi con nghe được gì? Yes, it is. Đúng rồi, Mila ghi vào đi con. Các bạn ghi vào nào. Yes, it is. Đúng rồi. Yes, it is. Dạ con xong rồi. Yes, it is. Nhanh thế con. Yes, it is. Rồi, Mark cũng xong luôn. Mark cũng rất là nhanh. Đợi Mila một chút nào. Yes, it is, Mila ơi. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Rồi, Mila xong rồi, tụi con xuống dòng nè. Nghe tiếp nè tụi con ơi. Is that Peter? Is that Peter? Rồi. Is that Peter? Đúng rồi, đúng rồi. Tụi con đi vào nè. Is that Peter? Is that Peter? Is that Peter? Xong rồi. Is that Peter? Gì mà xong nhanh thế? Is that Peter? Is that Peter? Rồi. À, Peter, Peter đấy. Peter đấy, cô viết Peter nha. Peter nào, cho đi đánh phần chữ Peter cho cô nào. B, E, T, E, R. Đúng rồi, Peter ha. Is that Peter? Đó có phải là Peter không? Cô phải đánh vần là tổ ô tô N, N, Y dài Y. Peter xong rồi. Is that Peter? Is that Peter? Rồi, câu này Tony và Mark đã xong rồi. Đợi Mila một chút nha. That Peter? Rồi, các bạn đã xong rồi. Con xem người ta trả lời như thế nào đây. No, it isn't. No, it isn't. No. No gì? No, it isn't. Đúng rồi, thì con ghi vào. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Rồi, Mila viết nhanh là không kịp đó nè. Viết xong rồi. It isn't. No, it isn't. No, it isn't. Rồi. Mark với Tony. Mark với Tony viết khá nhanh ha. Mila đang nắn nót. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Bạn cùng có nghe được chữ thở không? No, it isn't. Có nghe được không? No, it isn't. Rồi, no, it isn't.
No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Rồi, Mila ơi, đã xong chưa con? Đến từ this attorney rồi đến cái từ no, gì hết? No, it isn't. No, it isn't chưa con? Rồi con nghe nè, xem bạn trả lời là gì. It's Tony. It's Tony. Rồi. It's gì tụi con? It's Tony. Rồi, tụi con ghi vào. It's Tony. Đó là Tony cơ. It's Tony. 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 Rồi lần này Tony với má ai xong trước vậy? Con trước. It's Tony. Cả hai bạn đều trước luôn. It's Tony. It's Tony. Rồi. Mila xong cuối. Mila sắp xong rồi con ạ. Rồi, con nghe câu tiếp theo xuống dòng nè tụi con ơi. Is that Peter? Is that Peter? Rồi, con nghe là gì? Đúng rồi, Peter, lần này Peter. Con đã biết viết chưa? Má? Rồi, rồi, rồi. Rồi thì tốt ha. Rồi quá, con xong rồi. Rồi quá. Is that Peter? Is that Peter? Is that Peter? Đó có phải là Peter không? Is that Peter? Peter hả? Đúng rồi, is that Peter con ạ? Is that Peter? Is that Peter? Rồi tiếp theo. Tụi con nghe xem đúng không nha. Yes, it is. Rồi. Con nghe được gì nào? Yes, it is. It is. Đúng rồi. Yes. Ai nói vậy? It is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ai nói vậy cô? Tony à cô? Ừ, chắc vậy quá. Nào con nghe nào. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Giống hết không cô? Rồi xong chưa? Con nghe rõ không nào? Con nghe tiếng cơ rõ. Yes. Tụi con có nghe thấy, tụi con có nghe rõ không tụi con? Nghe rõ ạ. À. Yes, nghe it is. Biết à? Đâu nghe cái tiếng cái. It is. Rồi, yes, it is. Xong chưa tụi con? Con xong rồi. Con xong rồi, xong rồi. Rồi mình sang câu tiếp theo nha. Mark ơi, con biết xong câu yes, it is chưa? Rồi. Rồi, rồi, giỏi quá. Con nghe câu tiếp theo này, con xuống dòng nào. Xuống dòng mắt ơi. Is that Linda? Is that Linda? Xuống dòng con. Rồi, con nghe được cái gì con nói cô nào. Is that Linda? Rồi. Is that Linda? Chả nghe cái gì hết cô ơi. Con ơi, con có tai nghe không? Con có tai nghe không? Cô nghĩ là tai nghe sẽ giúp con nghe tốt hơn đấy. Dạ. Con cứ cắm tai nghe vô rồi con dựng điện thoại lại ha. Dạ. Bỏ tai nghe vào. Đây nè. Chuyện lên máy rồi cả. Bây giờ cô mở cho con nghe nha. Is that Linda? Con nghe được không? Is that Linda? Is that Linda? Không mà cái máy con nó xuất hiện luôn rồi cạnh đó. Trời ơi, nhớ cái học điện thoại tí nữa mọi người. Is that Linda? Is that Linda? Rồi con nghe được không má? Không cô. Không hả? Hay là con vô bằng máy tính đi cũng được. Nếu mà máy lên rồi con có thể vô bằng máy tính cũng được. Mời mọi lên. Is that Linda? Is that Linda? Is that
Linda? Dạ. Rồi, is that Linda chưa? Con nghe được không? Vậy cô đọc nha. Is that Linda? Rồi, tụi con viết vào nào. Is that Linda? Rồi, Tony với Mila viết xong chưa? Con viết xong rồi. Rồi, đợi Mark một chút nha. Is that Linda? Is that Linda? Is that Linda? Đó có phải là Linda không? Linda. Is that Linda? Rồi cô. Rồi tụi con ơi, tiếp theo này. Con xem người ta trả lời sao đây. No, it isn't. Rồi. Con nghe được gì Tony? No, it isn't. Đúng rồi, no, it isn't. Tụi con viết vào nào. No, it isn't. Rồi Mila tập trung viết nào con ơi. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Không phải đâu. No, it isn't. No, oh my god. It isn't. Oh, bữa nay Mark về nhất luôn, giỏi quá. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Không phải đâu, xong chưa nào? Tony, xong chưa con? Con xong rồi. Rồi, rồi, Mila xong chưa con ơi? No, it isn't, xong chưa? No, it isn't. Rồi, con nghe xem bạn nói là ai đây? It's my. It's my. It's my, it's my. It's my. Rồi tụi con ghi vào. It's my. It's my. Đó là my. It's my. It's my. It's my. Cô is có phải gen không cô? Is có phải S chứ con? Is. Là viết tắt của it is. Cô ơi cô. Ơi. Thì, vậy chú ít có phải S không? Có con. Xong rồi. À, có con rồi. Mark giỏi quá. It's my. It's my. It's my. It's my. Rồi, như vậy là xong rồi đó. No, it isn't. It's my. 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 No, it isn't. It's my.